Meliodas, tên thật là Hoàng Tiến Nhật, sinh ngày 28 tháng 9 năm 2000. Cho những ai chưa biết về cái tên Meliodas thì tới tên đây cũng nói luôn. Cái tên này là một người đội trưởng nhóm thánh kỵ sĩ thất hình đại tội trong một series manga của Nhật Bản. Meliodas, Hoàng Tiến Nhật, gia nhập đội tuyển Phong Vũ Buffalo vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 và đảm nhận vai trò đi rừng. Mình cũng xin cập nhật cho những bạn chưa biết luôn là từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, đội tuyển Phong Vũ Buffalo vui mừng thông báo nhãn hàng dầu gội Dashing sẽ trở thành nhà tài trợ chính của Buffalo và đội tuyển sẽ thi đấu với cái tên gọi mới Dashing Buffalo, tên viết tắt là DBL. Là một game thủ mới trong làng Liên Minh Huyền Thoại, Meliodas cùng đồng đội đã có khá thành tích. Điển hình lần đầu tiên anh cùng đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp tại giải đấu thế giới năm 2018, xếp vị trí 13-16 và giành về giải thưởng 80.625 USD. Trước đó, Meliodas và Phong Vũ Buffalo đã vô địch giải mùa hè VCS 2018. Tại Việt Nam liên tiếp đó là vô địch giải Playoff mùa hè VCS 2018 và mang về giải thưởng 400 triệu Việt Nam đồng. Ok, quay lại đời sống của Meliodas. Meliodas hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh vừa là một game thủ chuyên nghiệp, vừa là một streamer. Link stream và link Facebook mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Với bản tính rụt rè, nhút nhát, dường như anh chàng 19 tuổi này đang rất bỡ ngỡ trước những câu hỏi phỏng vấn sau mỗi trận đấu. Những câu trả lời ấp úng của anh chàng này đã vô tình mang lại tiếng cười sảng khoái sau một trận đấu kịch tính căng thẳng. Chúng ta hãy cùng nhau xem khoảnh khắc vui nhộn này nhé. Here in Ho Chi Minh City, I'm Rington III, joined by Meliodas of Phong Vũ Buffalo as they are moving on to the next stage with a victory to Verse Team Liquid. I have Zung for translation here. Meliodas, it's been such a long day. How was the team able to prepare themselves for such a tense tiebreaker at the end of the day? Thì đầu tiên chúc mừng team mình vì đã chiến thắng trong cặp đấu tiebreak này ha. Thì không biết team mình đã coi như là làm gì để vượt qua một cái một ngày thi đấu rất là mệt mỏi này. Team em thua trận với Fallout chơi đến là về nhà team em nó có nó sao ta em không biết nói gì. Game, and then we went back to our gaming house, and we have some preparation for this very intense game. And from day one, communication was noted as a bit of a problem. Do you feel the team has solved this difficulty to move on to the next stage? Thì ngày hôm qua là có rất là nhiều bạn của team Phong Vũ đã nói là kiểu cả team mình giao tiếp thì tốt ha. Thì không biết là hôm nay là mình đã làm gì để coi như là cải thiện cái giao tiếp giữa cả team với nhau. Team em đánh hơi bị hừng, không có đúng như chiến thuật của huấn luyện viên nên là hơi có rắc rối trong phần banh bích nên là do game hơi khó triển khai nên dẫn đến thua. So the main problem yesterday was communication, although we had a strategy organized by the coach, but we were a bit too excited and then we have our own opinion, so that makes that cause some trouble. But for today, like we regroup ourselves, we become more organized, and that makes our communication much better today. And final question for you: obviously, you go up against Team Liquid tomorrow. Being able to play in your home region, what does it mean to be able to show the fans what Meliodas can do? Thì mình sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp ha. Thì đây sẽ cũng là lần đầu tiên mà mình kiểu đối đầu với những đội tuyển rất mạnh như Team Liquid. Thì bạn sẽ coi như là chứng tỏ cho tất cả đội tuyển khác như thế nào trong những trận đấu sắp tới. Team em vẫn chưa đạt đúng với phong độ của team em nên là team do đánh với team Liquid sắp tới là team em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để lọt vào vòng bảng. Và vừa rồi là tất tần tật về những điều mình biết về Meliodas. Chắc hẳn sẽ còn thiếu sót rất nhiều vì Meliodas Hoàng Tiến Nhật là một game thủ trẻ nên mình không tìm được nhiều info cho lắm. Mong các bạn đóng góp thêm cho mình dưới phần bình luận để mình có động lực làm thêm video nha. Và bây giờ, xin chào và tạm biệt.